sông vượt ngàn hải lý, theo mây vượt ngàn núi cao, đi đâu để tìm ánh sáng đưa nhân cuộc đời, chỉ muốn bay thật xa, quên đi ngày ta đã từng, đã từng buồn vì cô đau, xin vui trốn chốn này, vẫn muốn có người sớm tối bên tôi cạnh tôi sẽ chia, nhưng sau nhiều năm thiếu vắng đến bây giờ ngại yêu, đến lúc qua tuổi xuân hỏi đưa bằng vào mai sau, tương tư cả đời dù say đành kiếp cô đơn phố. Chào các anh. Các anh vừa mới được nghe một đoạn chất âm tiếng bass đánh rất là sâu nực và trung âm rất sáng tép rất là mịn của bộ dàn Onkyo FRN9X, loa được phối ghép với nó là con DNFR7FX các anh nhá. Đấy, dòng loa bóng là dòng loa bass màng trắng, màng giấy trắng gần xếp nón tên lửa, vâng, trục tên lửa nhá. Trục tên lửa và chép cũng là mũi tên lửa luôn. Chép dom gần sóng các bác nhá. Đấy, dòng này thì để nghe đa thể loại nhạc rất là hay, từ dạc nhạc vàng, nhạc trẻ đến remix các thứ đều rất ok các anh nhá. N9X kết hợp với loa DNFR7FX. Đấy. Dòng loa bass 13 cm, công suất tối đa của loa là 70W trở kháng 4 ohm. Cục máy N9X chúng ta có thể kết nối với cổng điện thoại. Vâng. Tức là chúng ta có thể kết nối cổng quang TV này, chúng ta có thể kết nối dây AV để kết nối điện thoại, máy tính mình nghe nhạc. Và con này có CD-MD nhá. Đấy, thì tuy nhiên thì cái CD-MD này thì em không có bao chạy đâu nhá các bác nhá. Em test thêm cho các bác. Đấy. Những con này, những con hàng đấu mạng thì thường thì mắt của nó sẽ có tỷ lệ đọc khá là cao. Tuy nhiên 9 con thì về cái khả năng có một con thì bị dính không đọc đĩa là cũng có nhá. Đấy, nhưng mà em cứ test lên cho các bác xem nó đọc hay không nhé. Các cái bộ dàn này chủ yếu bên em bán là bao chạy công suất về cắm điện thoại máy tính và cắm cổng quang TV nghe nhạc. Còn cái CD thì em cũng xin nói luôn là em test thêm. Đấy, nó còn dùng được thì mình về mình dùng, khi nào mà nó không đọc đĩa thì mình bỏ thôi. Đấy các anh nhé, vì các cái mắt đĩa này thì nó từ bên kia nó về nó đã khấu hao rồi. Mắt này thì cũng không phải mắt mới nữa, mắt cũ rồi mà. Thì cái chuyện mà nó nhận đĩa hay không thì nó còn là cả vấn đề. Đấy, nó nhận được, nó đọc đến lúc nào nó cũng là một vấn đề nữa. Nên ở đây em chỉ biết là em test cho các bác đĩa nó có nên hay không, em báo lại thôi nhá. Đấy, như con này đĩa vẫn chạy này. Về các bác nào muốn mắt nó bền mà dùng được lâu thì dùng các đĩa xịn cho em nhá. Đấy, còn các cái đĩa tự ghi thì không biết đọc được hay không, em còn chưa rõ đâu. Cái đĩa gì đây mà lại lúc đầu phải bắn bùm 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 xong rồi. Ui. Ủa, nghe như đề chế các bác ạ. Nghe cái nhạc, nghe nhạc đề chế. Đây nhá, đĩa tự ghi thì không biết nó đọc hay không thì để xem này. Cái đĩa thì là cái đĩa này, đĩa chiến đinh này. Người nhập cuộc à. Người nhập cuộc, khả năng là đĩa của Nàng Văn à, Nàng Văn Audio à. Đấy nhá. Đấy, con này thì hiện tại là em thấy cho đĩa tự ghi và không đọc này nhá. Đấy, còn đĩa xịn vẫn đọc. Ok chưa? Đấy, tình trạng báo rất rõ ràng nhé. Còn cái FRN9X thì có thể là sẽ có những cái đĩa tự ghi khác nó sẽ đọc được.
cái đĩa này nó không đọc, không đọc, không biết cái đĩa này có đọc không. Tôi cho một cái đĩa của Phương Thảo, một cái tự ghi khác từ máy tính. Đấy. Lại đọc này. Đấy nhá, thì nhìn chung là các cái mắt này đã kém rồi, nên là có những cái đĩa nó sẽ nhận, có những cái đĩa nó sẽ không nhận. Thường là cái đĩa tự ghi hay bị gặp cái trường hợp này nhá, bởi vì là chất lượng ghi nó kém. Có những con nó ghi chất lượng hên xui nó tốt hơn thì mắt nó vẫn sẽ nhận. Có những con chất lượng nó gọi là đen, đen đi cho nó đen đi, quá trình ghi nó có thể nó bị lỗi, nó sẽ ghi kém hơn thì nó sẽ không nhận được chuyện bình thường nhá. Còn các cái đĩa xịn thì là công nghệ in của nó in khác, cái tỷ lệ lỗi nó thấp hơn nên nó sẽ thường là sẽ nhận hết nhé. Sáng mai thức giấc nhìn quanh một mình, ngoài hiên nắng lóe đàn chim giật mình, biết lời tỏ tình. Các bạn nghe bộ dàn này thì khi mà nghe các cái nhạc trữ tình trung ngâm của ca sĩ Sáng không ạ? Tiếng ca sĩ rất là sáng, các cái nhạc cụ ghi như guitar này. Hạt sương lìa cánh, đời mong manh quá, kể chi chuyện mình. Đấy nha, nhận chân chu luôn được chưa ạ? Đấy thì bộ ở cái đĩa, cái đĩa này hình như nó có vấn đề các bạn. Khéo đây là đĩa, vì cái đĩa này em cho vào đây nó cũng không đọc luôn này. Khả năng cái đĩa này có vấn đề, đĩa kém. Bình thường cái đầu này nó nhận 100% luôn ạ. Bây giờ lại nhận này. Chứng tỏ cái đĩa này ghi kém hơn đĩa này. Một người ngồi bên kia sông, im nghe nước chảy về đâu. Một người ngồi đây trong hoa, trôi theo nước chảy phương nào. Trời thì mưa rơi, không ngừng xuôi tôn niềm đau. Người thì hẹn nhau sang sâu, mong trong tạnh ngô. Ok nha, on cơn ở chính đích. Đấy. Khó đọc đĩa này. Đường quang nha, đường quang thì mình ấn input rồi chuyển nó sang đường vào digital nhá. Thì nó sẽ có tiếng từ đường quang ra. Đấy nha, thì bộ dàn này là các bác có thể thấy nó chạy cả CD, chạy cả quang, chạy cả điện thoại hết các anh nhá. Đấy thì là cả bộ này thì là giá của nó như sau. Đấy, với cái cục máy, cái này là cục máy và loa mình bên em ghép rời cho cái chất âm hay. Thì là bên em báo giá luôn nhá, từng thứ các bác nào ai thích lấy cái gì lấy nhá. Cục máy này giá là 2.390.000 đồng, hàng đấu mạng, đẹp xuất sắc luôn. Đây. Nhá. Đóng mạng nó xuất sắc luôn. Và tất nhiên đây nó là hàng cũ này, thi thoảng nó có vài cái nốt này, nốt nhà này một tí xíu này là không thể tránh được rồi. Con này hàng đẹp xuất sắc nhé. N9X giá là 2.390.000 và đôi loa này là giá là 2.650.000 nhé. Đấy. Thì 2.390.000 với 2.650.000 thì nó rơi vào là đi 2.6 với 2.4 đi. Là đấy 5 triệu cả bộ nhá. Để bác nào lấy thì alo em. Đấy. Bộ này nghe nhạc thì không thể thất vọng được. Nghe rất là hay nhá. Ok, em xin chào các bác và xin gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo bên em.